Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phóng Cận TV đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái con mini game cùng với hai bạn nữ của team mình các bạn ơi. Đó chính là bạn Timmy Đù và Sammy Đào. Đó, Đù và Đào, các bạn hiểu không? Đó, ok. Thì hôm nay... Timmy không đù, ok. Thì trò chơi hôm nay rất là nguy hiểm luôn anh em ơi. Ở chúng ta sẽ thi đào mật ong anh em ơi. Đó, và thể lệ thi là như thế nào? Đây, ở trong cái rương này, các bạn mở cái rương các bạn sẽ thấy các bạn có được một cái máy cưa và một cái kiếm. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn hãy dùng cái máy cưa này cưa tổ ong, sau đó dùng cái kiếm giết những con ong này. Và thông báo trước nha, những con ong trong đây á nó đến tận 150 máu rồi á. Chúng ta giết những con ong này chúng ta sẽ được 1 điểm và ai được 50 điểm trước thì người đó sẽ chiến thắng, hiểu không? Ok. Đó, thì những con ong này nó rất nguy hiểm luôn, nó có thể tấn công bọn mình được nha, coi chừng nha. Rồi đi vô xong rồi mình đóng cửa lại, ok rồi. Chuẩn bị chưa? 1 2 3 bắt đầu thi. Ok rồi, mình sẽ đào cái tổ ong này trước. Ui, trời ơi. Mấy con ong nó to đùng luôn các bạn ơi, mấy con ong nó to khổng lồ luôn. Rồi nó giết chết rồi sao? Rồi không không đồ ăn. Không nè, mình giết bọn nó thì bọn nó sẽ cho mình bánh mì, hiểu không? Ok, okay, tôi ăn bánh mì vô đã. Từ tôi ăn bánh mì tôi hết nấu rồi. Đấy, rồi con thứ hai. Ui, mấy con ong mất dạy. Tránh ra. Trời ơi, Sammy Đào bị cái đầu của Sammy Đào to lắm rồi. Ui. Hình như mấy con ong Hoàng Phong đánh tôi luôn rồi, là sao vậy? Tôi không biết. Chắc là bà lỡ tay bà quýnh chúng nó hay sao á. Ok. Cái đầu to phải chứ. cái đầu của mình người nào cũng to đâu, cũng to đùng luôn. Ok. Đặt một lần mấy tổ luôn, không đặt một lần, đặt một lần nhiều mình nhiều tổ đi. Ôi, đặt một lần nhiều tổ luôn. Đặt một lần nhiều tổ luôn, đặt một lần nhiều nhiều tổ luôn. Ok. Trời ơi, một nồi ong luôn bạn ơi. Hết nấu. Trời ơi, một nồi ong luôn. Tính điểm sao vậy không? Vẫn chưa hiểu lắm nha. Bà giết một con thì được một điểm. Ơi, trời đông quá. Ơi, sao mà cứu tôi? Trời ong hả ông? Trời. Ôi, Timmy coi nè, có con ong nó dí tôi quá trời luôn nè. Trời ơi, đông muốn chết luôn. Ui. Hạt người nào quá kiếp thắng. Ui, tôi không thấy đường luôn á. Tôi không thấy đường luôn. Ôi, rồi xong tôi chết luôn rồi. Trời ơi, cái này khó vãi. Cái này khó, đúng khó luôn á. Con ong nè, con ong, con ong. Đánh này chừng nào được 150 điểm? Hả? Không, đánh này được chỉ cần 50 điểm thôi, trai 150 điểm. Đó, hơn một mình được 15 điểm rồi nè. Ôi, con ong nó lại hút mật kìa. Ui, con ong tấn công tôi. Mày không? Ủa, đâu rồi? Ong rồi. Ai da, chết rồi. Trời ơi, tôi chết nãy, tôi chết mấy chục lần rồi. Ông xử lý mấy con ong ở ngoài trước đi nhiều quá à. Xong rồi đập tổ ong ra nữa, trời nó đánh tao không chịu nổi luôn không? Cái đầu của tôi nó to đùng luôn. Chắc quá to mà. Ờ đâu, tôi ăn bánh mì vô đã. Ôi, tôi lượm được quá trời bánh mì luôn nè. Trời, sao? Đánh nó đi. Ông nè, ok, mình được 22 điểm. Ui, Sammy được 28 điểm luôn cơ vậy. Trời ơi. Tôi, đó là tôi. Ủa, Timmy hả? Đánh tôi không trừ phát nào nè. Ồ, trời, ok thôi, mấy người tự cứu nhau đi. Tôi sẽ cố gắng giành điểm mà tôi chiến thắng. Thôi. Sao ơi. Mấy bả được 30 điểm luôn rồi. Trời ơi. Ông không. Mày có biết tao là best BVB Việt Nam không hả? Rồi rồi. Go. Thôi giỡn thôi. Đó. Ở vậy tôi nói hả, chỉ có chị em mình là lo cho nhau thôi chứ còn không hả, nó ôm cổ nó chạy trước luôn rồi sao? Tôi bị một nồi ong nó dí tôi luôn nè, chứ đó mà bảo vệ cho mấy bà coi nè, một nồi ong to siêu to khổng lồ nè. Trời thấy đâu thì nào. Cái chích đau thiệt chứ, trời mỗi con này trời, bạn này chích đau lắm luôn á, mình phải chạy mình né, hiểu không? Tụi bay đi thằng Phong, tụi bay đánh đi, sao tụi bay đánh ra ngoài vậy trời? Mất dạy nha, mất dạy nha, bà tự đánh mà kêu đè tôi ra đánh là sao? Tôi đặt hai tổ trên cao. Ok. Tụi này đi mấy con ong kia, mấy con ong mất. Để tôi đánh phụ ông ta, trời đông quá, 5-6 con vậy. Ai, của ai người đó? Ơi, ai được 42 điểm luôn vậy, gì nhiều nhanh vậy? Mị. Từ từ thôi, chứ tôi chơi với trời, gì nhanh vậy? Ai dễ chơi? Ông cũng được 40 điểm rồi kìa, trời. Ơi, từ với trời, làm gì mà giành điểm nhanh vậy? Từ trời, tôi giành điểm với trời. Trời ông chừng nào. Rồi.
Ừ, đợi ông chừng nào mới xong. Ủa, ăn vô. Ủa, hết mày. À đây còn mày, lùm. Ok, trời ơi, chết rồi, chắc thua quá. Không, trời ơi, trời ơi, Sammy nó thắng này mấy bạn ơi. Trời ơi, là trời. Ok, chơi thêm ván nữa, ok. Trời ơi, kỳ này phải phục thù các bạn ơi, Sammy nó thắng này các bạn ơi. Tích, chơi thì tích luôn kìa. Bây giờ tôi với bà nó không còn tình chị em nữa, tình nghĩa nữa, mình chăm dứt đi Sam. Ok, bắt đầu thôi nào. Đó, let's go. Rồi, kỳ này là mình phải chiến thắng anh em ơi, mình đã thua một trận rồi, giờ trận này mình phải chiến thắng các bạn ơi. Lụm đồ hàng. Lụm đồ chơi đi, ok rồi, mình sẽ lần vô mình. Lần này, mày phải giành chiến thắng. Mày không, mình phải cố gắng mình giết với con ông trước các bạn ơi, mình giành điểm trước mới được. Ông hả? Giành nè. Ôi, sao tự nhiên hai bà này đánh với con ông ghê quá ta. Đánh đuổi giật ông, trời đây chính là hai bà chân rồi, trời. Ồ. Vậy mà hai bà chân nghe gì mà ghê vậy? Nghe thấy hai bà đánh mấy con ông nhìn như hay như hai bà chân đang đánh giặc vậy. Bây giờ tôi sẽ đánh hoa là cỡ 5-6 cái tổ luôn. Trời ơi, chạy. Timmy đồ nó bị nguyên bài ông dí luôn. Cứu tôi, nó phát dí tôi rồi. Ủa mấy con ông này, mình chạy sao nó không dí mình nữa hả ta? Kìa. Đúng rồi, chết trời. Ok, không sao. Tiếp tục đào thôi. Trời. À, mình bây giờ mình có cái tuyệt chiêu là mình vừa đánh mình vừa chạy anh em ơi, là coi như bọn nó sẽ không đánh được mình. Trời dễ gì đánh được tao. Ai đánh được luôn hả? Trời ơi, đánh tôi, nó dí tôi. Trời ơi, tha cho tao đi. Trời ơi, sao dí tao hoài vậy? Tao có làm gì mày đâu. Đâm tao hả ông? Trời ơi, cũng may nha, tôi phóng to mấy con ông lên chứ gặp mấy con ông mà nhỏ xíu nó không biết đánh đến khi nào mới xong. Đánh kiểu đánh không đánh không trúng á. Ôi, giờ nó bay theo tôi nè. Nó chẳng dí tôi. Trời, cái con quỷ nó chạy giết mày nè. Ai da, sao nó đánh được tôi ta? Tôi nhớ tôi chạy nhanh lắm mà. Kỳ quá à. Ôi trời, mình được 20 điểm rồi ơi. Mình được 20 điểm rồi. Cứu tôi. Trời ơi, nguyên bầy ông nó dí Timmy luôn bạn ơi. Tôi cứu bà không được rồi, nguyên bầy ông đông quá đông luôn. Chém nguyên bầy ông luôn rồi. Ai da. Ủa mấy ông này ghê quá. Ông không? Nãy giờ tôi mới được có 9 điểm luôn á mà ông được tới 25 điểm luôn rồi. Ủa sao hồi nãy? Sao hồi nãy bà đánh ghê mà sao trận này bà đánh tướp vậy? Ok. À, thì hồi nãy là mấy con ông nó đánh tôi mà đánh ít giờ đánh nhiều quá. Bà ta chơi ngu mà đập một lần mấy chục tổ chi. Ông nó hút một ông nè. Ôi. Ê, nhưng mà anh này hay nha, ông chỉnh mấy con ông nó to lên nhìn đánh nó dễ hơn là. Trời ơi, nó làm Sammy nguyên bài ông luôn. Trời ơi, cái gì mà quá trời luôn vậy nè. Sammy nó đập một đống tổ ong luôn, trời ơi là trời. Nhiều quá trời, đừng có đùa người ta nữa trời à. Ok, trời ơi, mình được 35 điểm rồi các bạn ơi. Mới được có 19 điểm mà, sao không được 19 điểm, sao mà dùng lên trời. Đây chính là, đây không phải là thử thách đập tổ ong nữa, mà đây chính là thử thách giết ong siêu to khổng lồ. Được, thật kìa. Ơi, chém ông nè, trời ơi. Cái đầu của ai cũng to đùng hết. Cái đầu của ai cũng to đùng hết. Trời ơi, tôi thả nó 10 cái tổ ong chứ nhiêu, đánh tôi đâu có trượt phát nào đâu. Thả có 10 tổ ong nó nhào vô, nó đâm bà mỗi con cái thôi. Rồi xong, chết Sammy rồi. Chết Timmy luôn rồi. Nó cắn này nguyên bài ong luôn. Phải thôi. Nó hỏi đồng tôi nè, trời nó hỏi đồng tôi không ơi. Rồi xong, chết queo. Giết từ từ thôi mà. Ok, mà được 43 điểm mấy bạn ơi. Trời, sắp quên rồi. Quên làm sao được. 46 điểm nè, 47 điểm. Ê, xong tôi chết luôn rồi. Đúng rồi, thời gian nó đang chết. Đúng rồi. Nghĩ sao hả? Mấy cái con mà mấy bà đánh có ít đâu. Quên. Ok, mấy bạn ơi, mình đã chiến thắng trò chơi rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em đã thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero. Đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Kamui TV, Mèo Simi, Sammy Đào Khang Dừa và Kyron để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.